Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm phụ tùng xe 3-4 bánh, các loại động cơ điện, xăng và những cái đồ lặt vặt khác. Hôm nay cái video này mình sẽ làm một cái video tổng hợp về tất cả các loại hộp số đảo chiều dành cho xe máy, dùng cho động cơ xe máy. Động cơ xe máy thì nó được phân ra làm hai loại, với các loại như là máy từ 125 trở xuống thì cốt máy thường là trục 17 mm, có một số cái dòng đặc biệt như xe Yamaha thì cốt máy thường là 19 mm, tức là các bạn cặp cái thước vào cái đầu trục nhông trước của cái xe máy, các bạn đo cái kích thước lớn nhất của cái trục ấy là 17. Còn một loại máy to hơn là trên 125 thì là 19. Có thể sai số thì các bạn đo nó là 19-20, nhưng nó sẽ phân làm hai loại 19 và 17 mm. Đối với những cái dòng máy lớn hơn như máy 300-400cc phân khối thì anh em chế chúng ta cũng rất ít khi dùng đến, cho nên là mình không nói đến. Thì trước tiên để chọn mua hộp số thì anh em để ý cái phần đầu trục nhông trước và cái kích thước như thế để mua làm sao cho lắp vừa. Còn ngoài ra thì hộp số thì nó lại phân ra làm loại có số phụ và loại không số phụ, tức là có số nhanh và số chậm. Số nhanh thì như cái hộp số một số bình thường thôi. Còn tầng số chậm thì thường sẽ giảm đi một lượt tốc độ và nó tăng lực kéo lên rất là nhiều. Ở đây thì mình cũng chỉ có hai loại máy 125 trở xuống và trên 125, tức là lỗ 17 và lỗ 19. Lỗ 17 là cái lỗ khi ta cắm nhông vào đây, cái lỗ này các bạn để ý, lỗ này là lỗ 17 và lỗ 19. Và tại sao thì mình lại có nhiều mẫu như này thì thực tế ra là các bạn cứ bảo màu này đắt màu kia rẻ hay là loại này tốt loại kia tốt, thì thực ra là mình thấy là mình nhập hàng về thì giá cả nó cũng giống nhau cả thôi đấy, và nó không chênh nhau là bao nhiêu, 1-20 nghìn gì đấy. Thực tế thì mỗi đợt mình nhập thì có lúc thì màu sữa, có lúc thì màu ghi hay là màu vàng, màu trắng, thì cái này thì mình cũng không để ý đến, bởi vì giá thành nó giống nhau thì chất lượng nó cũng như nhau thôi. Các bạn thích thì lấy loại nào thì lấy. Nó có loại thì hai cần kép chung một trục, có loại thì hai cần tách biệt. Đấy. Và ở đây mình bên mình bán thì sẽ không đi kèm cái đầu các đăng này hết, để cho dễ tránh nhầm lẫn thì khách hàng tất cả những cái đầu kết nối này là mình bán rời hết, để tránh anh em hiểu nhầm đấy, và mua thêm khi cần thiết. Ngoài ra thì giới thiệu thêm về một cái bộ số có buli, là cái bộ số này. Bộ số có buli này thì cái buli này thực tế ra là nó không có chức năng đảo chiều trên cái buli đấy. Buli nó chỉ quay theo một chiều của động cơ xe máy thôi. Nó chuyên dùng để bơm thủy lực. Các bạn cũng có thể mua nó về để dùng bơm nước chẳng hạn. Nhưng xin lưu ý với các bạn là cái số lùi kèm buli này thì nó chỉ áp dụng cho trục 19. Trục 17 thì không sử dụng được. Ngoài ra thì còn thêm hai bộ số khác loại nữa, nó không nằm trên thân máy. Tất cả những cái kia là ốp thẳng vào vào lốc máy. Riêng hộp số màu đen và hộp số này là mình đã giới thiệu ở trong video trước, nhưng hôm nay mình xin giới thiệu luôn trong video này để các bạn tổng hợp. Thì cái hộp số màu đen nó là hộp số đảo chiều chạy xích. Một đầu nhông vào, một đầu nhông ra, và kéo cần này thì nó sẽ đảo chiều hoặc xuôi chiều. Nó mắc xích ở ngoài và sử dụng nhông xe máy bình thường, nhông trục 17 mini. Đấy,
Tiếp theo đến là bộ số sử dụng hai số tiến một số lùi này. Thì tỷ số truyền này trong một video trước mình đã giới thiệu là nó có 3 tỷ số truyền khác nhau. 1:16, 1:12 và tỷ số truyền số lùi là 1:20. Lùi hay tiến là do các bạn mắc. Các bạn cần tỷ lệ 1:20 thì các bạn có thể sử dụng đảo chiều. Và cái buli này có thể thay thế bằng nhông xe máy, bởi vì lỗ của nó là lỗ 6 răng trục 17. Còn bên kia là nhông xe máy, xích vừa với xích xe máy. Cái này thì nó có số mo, các bạn dựa chừng, nhưng mà nó không có ly hợp. Vì vậy là các bạn sang số thì cần sang số ở tốc độ thấp, sang số ở tốc độ nhanh thì tương đối là hại cho cái hộp số. Mọi chi tiết đặt hàng thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Mình sẽ ngẫu nhiên giao hàng cho khách hàng, chỉ cần các bạn là quan trọng nhất là cái đầu cốt 17 và cốt 19 để phân biệt và loại có số phụ và không số phụ, vậy thôi. Còn lại thì những cái khác cũng không quan trọng lắm, cứ lắp vừa là được. Đấy. Các cái phần kết nối ở ngoài thì xin liên hệ vui lòng thêm. Ở đây video này mình còn hai loại hộp số nữa mình chưa đưa vào trong này. Đấy là một cái bộ hộp số 5 tạ, 4 số tiến, 1 số lùi. Và hộp số 5 tiến, 1 lùi. Và một bộ số phụ 1 nhanh, 1 chậm dành cho lắp thẳng lên cầu. Thì hai cái đó thì mình cũng không đưa trong video này, nhưng mà bên mình đều có. Cái loại số bãi 5 tạ là đều có, các bạn có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp hoặc là comment phía dưới. Phần giá thành thì các bạn vui lòng nhắn tin, comment phía dưới mình đều trả lời, không giấu. Nhưng trên video mình không nói giá, vì giá có thể thay đổi theo thị trường và thay đổi theo thời gian. Các bạn cứ bình luận ở dưới mình sẽ báo giá cụ thể. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy cái video của mình hay thì các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn biểu tượng chuông thông báo để cập nhật những cái video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin giới thiệu các bạn, đây là cái cần. Cần này, cần số. Cần số này thì nó chỉ có tác dụng đối với những cái xe như kiểu dành cho người khuyết tật, hoặc là các bạn không muốn sang số bằng tay. Cái này nó lắp vừa luôn những cái đầu này, chỉ cần tháo cái chân rậm này ra là các bạn lắp vào là sang số. Nó rất là đẹp, nó rất là đẹp. Và chiều dài nó khoảng 45-50 cm, là các bạn dùng rất là tốt. Đối với lại những người chân khuyết tật thì có thể sử dụng cái này thay cho sử dụng chân, hoặc là ta cũng có thể sử dụng bình thường, sử dụng cái này để sang số lùi tiến cho nó dễ. Rất là đẹp. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.